Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Mình là Nhã mọi người. Thì hiện tại bây giờ mình đang ngồi ở một cái bãi sông nha. Mà giờ quá trời nắng rồi mọi người. Không sao. Thì hôm nay mình có một cái màn tròn liên quan tới cái môn câu cá này nha mọi người. Thì ở đây có đây chuối mình móc để câu cá dồ đó mọi người. Thì mình móc ở đây sẵn là 3 cặp lưỡi. Và cái cọng dây này mọi người, cọng dây siêu bền này nè, là cọng dây này sẽ là không có lưỡi nha mọi người. Thì một hồi mình sẽ chọn mấy anh niên nha. Thì mọi người muốn biết chọn thế nào thì để mình đặt cái quay cái rồi mình rủ mấy anh niên vô đây câu cá. Không biết giờ này có ai vô nữa, quá trời nắng rồi. Mà câu cá là phải ngồi ngoài nắng mà mới đúng chắc là câu cá nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ kiếm góc quay mình đặt rồi mình thực hiện màn tròn này cho mọi người xem nha. Ok mọi người, bây giờ mình đặt góc quay đây nha mọi người. Rồi hồi mình để mấy anh niên lại thực hiện màn tròn cho mọi người xem nha. Nói chung là mấy cái nắng này đối với mình bình thường mọi người, tại vì mình đi câu cá hoài à, không có gì hết á. Rồi đây, hồi dính cá thiệt luôn mới đã. Đây. Chị đâu vậy? Câu cá mà sợ nắng. Té bây giờ. Câu cá mà sợ nắng. Rồi ba. Kiếm chỗ bể cái đầu vậy. Rồi đặng. Má sao không ngồi? Đặng không có cá, đây mới có cá nè. Dính này dính nào? Dính vậy. Dính đâu? Dính. Tẩy rồi, tẩy hai con. Nắng giờ. Để con cá này về ngồi đợi xíu rồi mới quay được. Dính cá mới quay. Sao lại đằng mấy góc kia chạm không qua bụi chuối bên nhánh kia kìa, cũng cái sông đây cầu cá đó. Dồ, câu chuối, câu cá dồ. Nắng giờ. Chú. Ăn được hả? Chú. Ăn được hả? Câu chuối, câu cá dồ. Mới rồi. Cá mà. Cá ăn được mình ăn được. Gần. Ăn chừng ăn trúng cái lưỡi nha mấy ba. Cùng ăn cái kiểu rồi. Để sao sao không? Ê. Nó không quá chín nha. Trời ăn nguyên trái luôn. Nó không quá chín nha. Giống vậy nè. Chúng ăn ngày ba. Trong cứ nó món rồi. Chín rồi. Ba này ba xàm với chạy tay câu cá mà chụp đồ xuống chạy. Chữ. Tự tử rồi. 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 Đừng có giỡn nữa, câu cá giỡn hoài chạy. Giỡn đâu, giục mò xuống nhẫn nó. Dạ. Chỗ mát rồi, má rồi, hùng quá. Không có chỗ nào mát chứ hả? Má, chỗ đen rồi đi ra mà này cái thành. Má mà nấu gì vậy? Bây giờ đen luôn á. Chứ đen à? Da tao là tao hết sợ đen à. Da nó không sợ, da em sợ. Tao đang dưỡng da. Hôm nay giờ phóng xuống đó luôn thiệt á. Trời nó tức gì vậy? Cũng đi qua bàn cao ơi. Hết rồi hả? Dạ. Đi qua bàn cao ơi. Nào cha. Bè bên Bình Thạnh á. Trời ơi, chạy nắng vậy, cứ bè thẳng. Bên này nắng hơn nữa. Được. Gió. Đó, đó. Gió. Giờ mình quay đến câu cá đâu giờ nè. Bình Thạnh đi, dưới đây nắng quá, trời nắng rồi. Bình Thạnh là cái đầu mày phơi hẳn mà nắng luôn rồi. Lên bè câu. Cũng như vậy à. Ít ra mình cũng chuẩn bị nón nảy rồi, áo phát rồi cái gì nè. Tao tưởng mày ngồi mà mát. Tưởng ngồi mà mát, tao lại nhà mày xong rồi tao bỏ đồ đạc láng trên kệ đi, tưởng ngồi mát. Không. Này đứng ngập phơi nắng cho đen bằng nó hay gì á. Rồi đi chạy đi chạy. Kìa nắng chỉ mùa hồng chạy mở luôn kìa. Giờ đi đâu câu đi cho nó mát. Câu câu nó bò. Đi đâu câu đi. Được rồi, đi qua. Được không? Kìa, không đi vậy. Mày đi cái gì vậy? Hả? Gì bà? Cái gì vậy? Mẹ rồi, dám đi chạy. Bạn cái lưỡi câu luôn rồi vậy? Cái ba này cũng đi chạy. Nè. Nha. Rồi sao nha? Đúng mà hả? Nút chưa? Đúng rồi. Nhảy ra nha, dừng ra được ca. Tào lao dừng sao mà được, dính ngậm sao chịu dứt. Mẹ má, dữ gì vậy? Mày bị điên vậy nha. Ăn uống tiền cũng rồi sao, rồi sao? Bây giờ mày... Không dứt nữa, không có được đâu. Dứt nữa, dứt. Nè, nút tới đâu rồi? Không ra. Nó nút vô cũng hỏng rồi nè. Thôi ông im mẹ à mồm. Không ra. Im mẹ mày đi.
kia hao kìa, mới lấy được. Hãm gà, hãm gà rồi coi. Hãm gà đi nhỉ. Trời ơi, trời. Trời ơi, nó móc vô cái ở dưới rồi. Trời ơi. Trời ơi, cái lỗ bài lớn mà nuốt. Mày cũng người, tôi không cá nữa, mày nuốt gì ngu gì về hả? Đi bệnh viện đi. Sao vậy? Đấy à. Đừng có đẩy cái không có được đâu, móc vô dưới đây của nó rồi. Đừng. Ngay cộng với siêu bền nữa nè. Chứ mà. Cái bồn cá không được. Nó sâu vô hơn rồi, nó sâu vô luôn rồi. Hãm ra đi, hãm ra lấy từ từ ra. Đừng có làm nhúng quá trời. Hãm ra. Từ từ. Đem ấu cái gì à? Ừ đúng không? Ấu ra đi nè, ấu ra đi. Báo nữa giờ này không chửi nhà nắng ra đây ngồi vậy. Ấu ra đi nhả. Mình tỉnh hãm ra nè, em lấy ra cho. Bây giờ hãm ra mình làm đi. Mày đem xe lại đi, chở ra bệnh viện nó nổi sôi luôn. Đừng có nuốt nữa. Đấy em đi. Đừng có kêu nữa. Quay cái đầu xe lại đi. Mày khủng quá. Cái lưỡi nằm tới đâu rồi? Tới đâu rồi? Tôi cổ luôn rồi, chạy. Xạo chó, xạo chó. Đi nè, bỏ vô chơi. Báo không nhả rồi nhả. Đừng. Chưa nắng rồi báo quá. Mày đâu vậy? Tự đi quạnh trong xe nè. Lẹ đi, đỡ. Đi nè. Bây giờ mày vô bệnh viện đi. Đi vô bệnh viện đi. Nè, ghê. Rồi, nó xỉu luôn rồi kìa. Đi lên lẹ. Xuống tới khiên phụ em, khiên nổi ra dịnh chiếc xe. Bây giờ mày dịnh cái cổ, dịnh cổ đừng cho nó nuốt nữa. Bài tay dở lắm mày. Dịnh cổ lại đi. Chưa nắng ra ngồi đây ngồi chồng trời, không. Ngồi luốc lưỡi câu luôn mẹ. Bây giờ mày dịnh cái cổ đi, tao với Diệu khiến nó lên là được hả? Đi lẹ đi. Mày đừng có nuốt nha nhả. Nó nặng quá mẹ. Mày khiến không nậu rồi. Tỉnh rồi. Đừng có nuốt, nó vô ngạnh đó. Anh có nước không? Nước sao mũi gấp quá, vô anh em cái gì heo hết trơn á. Đừng có đụng vô nữa, cái thằng này. Cứu gà. Cứ ngắt rồi ba ơi. Nó dướng vô trong ấy, hồi nó chảy máu của nó bây giờ. Ê, khủng bây giờ. Mày bị điên hả? Đi về bệnh viện đi. Mày một năm quay, coi đi quay. Bây giờ mày hả không ra đi, mấy coi cái lưỡi nó nằm đâu được. Hả không ra đi, coi cái lưỡi nó có càng không, tôi biết tao lấy ra. Hả không ra. Mấy cái lưỡi câu chà ba rồi. Mày hả không? Không được là đẹp. Đi nè, đi bệnh viện đi mà hoài. Cái này chiếc xuống bác sĩ cùng biết tê á, xuống quê á. Mổ được, xuống như phải mổ cũng họng nghe đây nè, gạch như đây nè, rồi xong rồi lấy ra. Ở dưới trời, đã con cá nó còn khó lấy rồi mày. Chết mẹ rồi, nuốt lưỡi luôn rồi nhé. Nuốt lưỡi luôn rồi nhé. Mẹ rồi. Có sao không? Ôi gà lẹ, ôi gà. Ôi gà đi nhả. Còn cái lưỡi kia kìa. Trời, nuốt ngay lưỡi rồi. Nuốt ngay lưỡi rồi. Sao giật cái gì vậy? Nuốt ngay lưỡi rồi nhả. Rồi sao nhả? Nó cần cộm trong đây luôn nè. Rồi sao? Đi bệnh viện đi ba. Đi bệnh viện gấp ra nè, đi lẹ. Đi bệnh viện gấp ra lẹ đi. Dịch cái gì trời? Cái này vừa được. Đi bệnh viện đi. Trời, má mổ khổ luôn quá. Lấy đồ. Lấy cái gì nữa? Lấy đồ. Bỏ đi. Bỏ đi, bọn chúng buông. Lấy đồ. Lấy đồ. Đi lẹ nha. Ê dạ. Thắng rồi. Mày giỡn như quốc vậy nữa. Mày ra đây mày giỡn qua cái chuyện ngoài ruộng đồng mà giỡn vậy đó. Má xuống nó ngu dữ vậy trời. Ngu dữ hả? Ngu vậy? Mày nắng ngu chết ra đây còn xàm. Ôi mày khùng cái gì vậy? Tao lấy máy quay nãy giờ tao quay con cá mà. Mày có nuốt lưỡi không? Có. Đi bệnh viện. Em lên xe. Không lên đi bệnh viện. Bệnh viện chi? Tắt máy đi. Mày nuốt lưỡi sao mà nói chuyện được hay vậy? Vậy? Nuốt vô bụng luôn rồi. Đi ra ngoài nổi sôi ra nè ba ơi. Nổi sôi ra nè ba ơi ba.
đâu không à, nút cái inox nó vô không có được đâu đó, lại đi nó xét ha, cái xét bao tử mày, đi đừng có quay nữa. Quay nữa bao tử nước quay sao, chạy đi nước quay à, bình thường nước quay sao bình thường nước quay à, bỏ cái clip mà cũng có gì đâu, đi nè, bị ngáo rồi, bị sảng hay gì vậy, cái gì nó quay cứu thằng đi lên mẹ đi, nhưng bị sảng gì vậy, tình chứ. Lưỡi đâu, lưỡi đâu, nút hết rồi. Đây ngồi nút qua cái cá, lại cá nó nút lưỡi ta. Cá nào nút lưỡi? Cái mày nút lưỡi. Nãy có câu đâu nút lưỡi. Nãy giờ ra đây chủ yếu quay cho anh thôi chứ câu cá gì mà nút lưỡi. Bị điên hả? Mày cứ đứa nha, mày ra đây mà nắng mày. Mày có tin tao cho mang hết cái dĩa đó, tao nắm cái lưỡi tao thì vẫn không không? Vậy có bị nút lưỡi không? Không. Mày khùng cái gì tao nút lưỡi, tao đứng đây. Không mày đi về mày đi, ảnh chết gì. Nắng bể đầu luôn á. Mày tôi khùng cái gì nút lưỡi rồi đó. Má nước lưỡi cầu mấy bà nắm gạch kiểu đó chứ xiết cuống họng ra ngoài luôn á, không phải luôn mà ăn cái lưỡi cầu chân á, điên khùng. Lỡ quên tao ăn thiệt sao, quên nó ăn đồ mồi cuống cá cũng biết cái bình tĩnh trong người mày sao mà nước lưỡi cầu á, mẹ tưởng mày bị sản rồi đó, khùng rồi đó, nắng mày bị khùng rồi. Quản mọi người, mấy anh đi quản nhiều người, em nhai lưỡi cầu quản chứ. Thôi cảm ơn mọi người xem hết video đó giờ các mọi người, người thấy phản ứng rồi đó. Ừ, cái này không làm heo nha, cái này không làm heo, cái này mình biết cái nào nó không có lưỡi mình mới ăn nha, để làm heo rồi lộn lộn mình chết luôn á. Rồi đi về nè ba. Cảm ơn mọi người xem hết video nha. Hay bấm like cái kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Còn giờ chào mọi người nha. Bye bye. Câu cá không? Đi về. Mình đi nắng muốn chết đi câu cá đi về nè. Sao không câu nữa, hết giỡn rồi. Đi về. Đi câu đi. Mẹ. Không biết tôi đen luôn gì á. Ba đó mình đi. Đi về không? Đi nè.